basically some people got about 2-3 hours of sleep. Đó là hơi trễ, chắc có vài người như sư bà này là chỉ ngủ được có 2-3 tiếng một hồi. And there's some people who are new to the temple and decided to go anyway. They discovered the sharp light and they had the sharp lights. 有些新来到道场的人也决定跟着去，然后才发现说，shocking，就是觉得很惊讶，是这个样子。可能有若干个人，没人住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 
little bench on some tables. Some didn't have any blankets. It was cold. It was tough on your back. No pillows. 女众人被放到安置在这个地下室，他们必须要睡在那个铁的椅子上。 Amazingly, no one ever complained to me about anything. Cái là những không ai than phiền với tôi. 但是很惊讶的是，没有，居然没有人跟我抱怨任何事情。So I'm going to ask these people who went last Sunday of their opinion. Why did they do it? 他说：“他妈的，比你，他妈的多了，还上次你喝，有点。” What's wrong with you? 所以我要问你们这些去的人，为什么你们要去？你们到底是有什么问题？ What's the matter with you? Huh? I'm nói, don't speak up. Now is a chance to vent your frustrations and your. Was in the heart. I'm cold. You didn't enjoy yourself. But it's all you. Women are like that. They don't complain in public. I want to say thank you all for going. Participate in the Dharma Assembly. Tôi muốn thành thật và cảm ơn những cái vị đó là tham gia khi cái pháp hội. Because it's an act of sacrifice. Đó là một cái hành động của sự hy sinh. Cultivation, the way we do it, unfortunately, is called suffering. It's really not called called cultivation. 因为这是一种自我牺牲的表现，那修行呢是真的就其实就是在受苦。精神修行呢，就是我们刚刚那个比喻，那个参加那个释迦大家那个，精神提升不好，提升那个苦，一个，那个度，我们度呢，那个好看的度，那个苦，一个，那个度，度那个苦。 Why do we do that? Tại sao mình làm như vậy? Tại sao mình làm như vậy?
做呢？So what do you, I'm asking you, with Tathapiti, to be like, what are you doing? What did you do? We're doing this, we endure suffering to generate blessings to give to others. Tại sao chúng ta khổ như vậy, tôi khổ như vậy? Tại sao quý vị chỉ có tới chùa, quý vị tới chùa, tại vì đi chơi hay đi thoải mái hơn, đi tới chùa cực khổ ngồi, chỉ bị sức bằng ở đầu, đầu chừng, lưng nó đau. Tới chùa mà vẫn còn ấm, thường thường nó lạnh lẽo chứ sao? Tới đây có thêm nhiệt cảm. Thế đây làm cái gì? Mình tu tới đây thì mình có một cái sự hy sinh, một cái hy sinh nhỏ nhỏ để mình tạo cái phước để mình cho người khác. You want to give, you have to take a loss. Nếu quý vị muốn bố thí cho người khác, thì mình phải chịu, phải chịu thôi. Okay, question to comment. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? So the presence of the people who went to San Jose was very inspiring, was inspirational to the local residents, the San Jose people. Cái sự tu hành, sự hiện diện của quý vị ở San Jose, sự có mặt ở đó, sự tham gia đó, làm cho người dân chúng ở đó họ rất cảm phục. Because I noticed some of it was so crowded that a lot of people could not even circumambulate or could not even sit in the main Buddha hall. They had to sit outside. Tới đông đến độ mà có nhiều người đi theo đó không ngủ được, ăn là ít, ngủ ít, rồi không nghỉ hết, rồi phải ngồi, không được ngồi nghe pháp, không ngồi tham gia được, phải đứng ra ngoài, không có chỗ mà đi nhiều hoặc là có chỗ để ngồi nghe pháp. 因为我注意到人非常的多，有些人必须坐在外面。Probably last time they go to San Jose, but I wouldn't blame them. 可能是他们最后一次想要跟着去了，但是也不会怪他们。But that's was the second time we went to San Jose, and apparently there's a little bit of good. For the San Jose people. Đó là lần thứ nhì mà chúng tôi tới San Jose vào trong một tháng này. Như bắt đầu tới hai lần như vậy thôi, có một tí lời cho người đó. Anyone know what kind of good they did? Có ai biết mình có làm giúp được gì không? Anyone here heard anything? Any responses? No? So it's a waste of time? Oh well, we tried. Không ai nghe vậy hả? Có nha. Nhỏ đi đừng mất cỡ. Mình xuất gia không có gì mất cỡ. Đầu nó đọc, phải cười kể cho họ nghe. Thì mình thấy 6 tháng khi thầy đại chủ điểm sáng nghe thì con nghe sự phản hồi từ tiểu bất tử. Là thứ nhất là cái lời điểm là giúp cho họ thay đổi cái cách ngôn, đó là họ bị cách ngôn mà giờ họ ngôn được cái phương pháp ngôn. Thứ hai là họ như thế thầy và họ được lên thấy ở giờ đó có người ta thấy điều gì đó thì á mà họ không bỏ ra.
sự của ông giáo thế. Cho nên khi mà sự xuất hiện của thầy đại chúng đấy đó giúp cho họ có nhìn về quan niệm của người tu sĩ, những quan niệm của người tu sĩ và những giúp họ khi nhìn thấy họ chủ tâm được nhiều hơn. Con nghe thứ hai là họ nói và họ được đạt đại với tài năng, họ thường một năm mà họ đến trên bàn một thanh, họ rất là tín ngưỡng và thường thường tuyên mà họ, cho nên khảo sát của họ bảy năm hầu như họ đến trên bàn một thanh thì họ gặp quỷ thầy thì là người phao hộ, cho nên khi là có cái khoảng cách về ngôn ngữ họ không còn nói chuyện được với quỷ thầy, khi thầy đấy khi mà chuyển sang nghe và như thầy là người Việt thì họ này đã sống người Việt lớn tuổi. Nên thực trạng nghị của họ là họ thường đã từ một người một thầy người Việt Nam để học cho họ cái con mong ước của họ sau bạn năm chờ đời. She's from Malaysia. I don't remember what she said. So that's right. She said, "I remember she said what she said." Basically, the people were impressed with the comfort and the hour of the work was very annoying from both left home people as well as lay people. They have been there. The group has a lot, it consists of a lot of old people in the 60s, 70s, and 80s. And they've been going to the city 10,000 Buddha to learn from them the last several years. And they did not get close to them because of the language barriers. They're old Vietnamese, they don't understand English that well, they don't understand Chinese. And this is what I'm adding, not what she said. The Senior 10,000 Buddhas, the Vietnamese monks there, they don't understand the Dharma yet. They haven't accomplished the Dharma yet. That's why they couldn't inspire these people to practice the healing Dharma rule. 在那边的人大概是年纪还是六七十岁的人，他们一直都去这个万佛城去学，但是因为里面的障碍，所以他们没有办法接近他们。那这是我的个人的意见，就是万佛城和越南的住在那边，他们并不了解那边的法。 And you have to realize that they also said that they wish they've been hoping to be able to learn more of the Venerable Shenhua's Dharma. And so our presence in San Jose is really seems to be in response to Master Shenhua to send someone to teach them about his Dharma. 你必须要知道说，他们一直很渴望能够学习玄化上人的法门。那我们在那边的出现，对他们来说，就好像是他一个感应。So anyone else like to give you that? Someone told me, yeah, Luqi. 老师，我觉得他们在那边的时候，好像修行的人很多很多，会不会我们去的时候，他才到来，还是他一向来是相信？不是，不是，不是。The question she has is, it seems that a lot of people want to cultivate, very serious about cultivation. They want to learn to meditate, learn to learn how to recite Buddha's name, hoping for rebirth, to feel that, but. It seems like they only get together when we're here, are we there or not? No. What happened is that they form a group and they all aspire to be reborn to the Western Bliss Pure Land.
That's what they learned, they picked up from Master Sri Noah. Apparently, they couldn't understand the language, the Chinese, the English, but what they wanted is that to be guided on how to obtain rebirth in the Pure Land. And if anything at all, if you order, the only remaining thing left you need to concentrate on from a master's dharma is that shoot for rebirth. Nothing else more. So that's what they learned from Master Shen Hong, according to my thinking.
So at 7 o'clock in the evening, I saw a group of family members, still at the funeral home, greeting the guests, and they seemed to be pretty happy, pretty good people. So I decided to do a little recitation to help the mothers a little bit. And then we left half an hour later. So we sacrificed going to our Dharma event in Berkeley Monastery to listen to Masha Hamshor's lecture on the Abhidhamma Sutra. And so we stayed at the and recited to help the deceased. And I left it at that. And then somehow they understand that they heard that the mother is supposed to fall to the animal realm. So they called Venerable Hanuman, who suggested them that they should drive to Los Angeles to request for my help. 所以说在晚上七点的时候，花心说他们还是在那边，家属还在那边，我因为他看到的是很好的人，所以我决定留在那边待个小时念佛。那所以我们牺牲了去这个博客来那边听恒师大师的这个讲法。 So they drove to the following weekend or something. They drove to Los Angeles on a Saturday. Got here at around 11:30 or so, and talked to me and requested me to help their mother. They did this behind the abbess back because they requested for help. And they were disciples of the temple, and we were only guests, and therefore they didn't want to offend the abbess by going behind the back, so asking me to help. So I agreed to help them. 另外，就是第二个星期六，他们就决定来到这个开奥山基来，来晚上，然后请求的帮忙。那他们是那边的道场的弟子，所以他们等于是，Thì họ là đệ tử của chùa đó, của chùa An Lạc, thành họ đã nhờ sư bà với là họ tổ chức làm cái lễ mỗi tuần họ làm thứ bảy chủ nhật họ làm, chủ nhật họ làm một lần. Cái sự phát ngôn như chính này anh họ đã có người lo, đã có chùa lo rồi, mà nghe là bị bà mẹ sắp bị đọa, sắp đang bị đọa vào cái quả súc sanh, họ mới đi lẻ sau lưng sư bà lái xuống đây để xin phép để cầu cứu chúng tôi, thì tôi mới đồng ý giúp cho họ. So they asked me what is that we needed to do. 所以他们问我说他们必须要做些什么。那中间的话，就是该更难一点。你，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 
And they thought I was joking. Anyway, last weekend, the lady told me that she gave me more details of what happened. Sau tuần vừa rồi, họ mới kể tôi, cái bà đó mới kể tôi. Nói rằng là she and her sister, while before coming down here, before driving down here, they would dream of a mother lying on the floor or in a very bad state, very unhappy state, very suffering a lot. She dreamt about the mother. Both the sister, the lady who came here, as well her sister dreamt of her. Um,
就是都梦到他妈妈在开下来之前，就梦到他妈妈倒在地上，是在不好的状况之下。Cái thời gian mà bà mẹ qua đời nó chưa xuống đây, chưa xuống lái xuống đây để cầu cứu, thì họ người cái bà mà lái xe xuống với là người chị đó, thì thường thường buổi đêm mơ thấy mẹ mình nằm dưới đất cô đơn vậy sao. And then couple of weeks later the lady and her husband, the couple who drove down here, they both drowned with her mother again. 那几个礼拜以后，那个开下来的那对夫妻，不是对夫妻，又梦到他妈妈。Thì ngồi trong một hai tuần sau nữa, khi mà họ xuống đây họ cầu cứu rồi, thì cái bà đó với người chồng đó, hai người mà lái xe xuống đây đó để cầu cứu đó, thì họ mơ, hai người đều mơ thấy, đều mơ thấy được cái bà cụ đó. And she was very well dressed, very happy. So that's our Pure Land Dharma. You have to give blessings to the people you love. You have to send your blessings to help others, the people you care for and that you love. So this is our Quý vị thấy một pháp tình độ mình như vậy, mình quý vị muốn giúp những cái người thân nhân của mình, cha mẹ, tổ tiên, họ hàng của mình, thì quý vị có sự hy sinh, mình cho phước ban phước mà nó mới vạn sanh. Okay, it has to come from somewhere. It doesn't come from me. Let me assure you of that. Cái phước đi bằng sanh là bên kia không có làm việc, người ta cần rất nhiều phước mới qua bên kia được. Thành ra cái phước nó phải từ đâu đến, từ có cái người nào cho, chứ đâu phải người thơ thơi mà một bản sanh được đâu. Muốn sanh quả tiên không vậy, cũng có cái phước làm tạo cái phước nó sanh quả tiên chứ, chứ có dễ dàng như vậy. Thì bên công chú giáo ta dạy là phải bố thí và làm chuyện từ thiện, đó là tạo cái phước để được sanh quả tiên, cái pháp rất là đúng. Cái pháp vạn sanh thì Phật giáo mình cũng vậy, là khi mình muốn vạn sanh đó, tạo cái phước vạn sanh mới được, không có phước không vạn sanh được, đủ cơ cơ như vậy đâu có dễ dàng như vậy. Mình muốn giàu có thì phải đi làm việc chứ, mình phải tạo cái phước ra chứ, chứ đâu phải cơ cơ mà ngồi mà đợi hoài nó tới đâu. Phải có người hy sinh, phải có người cho chứ. So the Catholic, for example, teach their faithful that if you want to be born to the heavens, practice charity. Okay? Give. By giving and doing charity work, you're creating blessings for your birth to the heavens. Because when you're born to the heavens, you don't do a darn thing and you get everything you want because of prior blessings. Same thing. Similarly, in Buddhism, if you want to be born in the Western Bliss Pure Land, you need to create blessings for birth. And therefore, it has come from somewhere. It doesn't come from me. So, like, Catholic教徒他们都会教他们的信徒们说，如果你想要升天的话，你必须要做善事，做服务他人的事情。那同样的，你想要去西方极乐世界也是一样的，这个福报要从你们来，不是从我来。So, I'm telling you the story because I want the people who went to San Jose to know that the participation contributed to their
to their families, bringing forth faith and trusting that we can help them. Because I wasn't saying anything. None of my business. 所以说我讲这个故事是要告诉你们去这个生活自己的人，就是因为你们的行为造成那边的那个家庭相信我们的吧。It's your participation, your presence, and your hard work that inspire them to take a chance with our Dharma. Okay, so you was your act of giving that helped them out. You should be proud of yourself.就是你们这个布施的行为，你们愿意参加这个跟着我们去的这个行为帮助的吗？Những cái gì viết như vậy để gọi là khen thiết bị, khen từ những cái người mà đi đó, cái sự hy sinh của họ, cái cực khổ của họ, làm cái có người ta tạo cái lòng tin cho cái người trong cái gia đình đó để họ tới và thử, họ có thể họ phát được lòng tin và có thể cho mình cơ hội để giúp cho họ, người thân nhân của họ được thành công. Okay, questions or comments? I keep them up, you come. Yes.What? Contact group for San Jose. Okay. Có người muốn hỏi về cái chương trình học ở San Jose. Yeah, we should get better organized and announce our events in San Jose because they're really look forward to learning our Dharma, the Pure Land Dharma.So we should organize a email distribution list and as well as flyers and let them know about our Vietnamese website is coming up online right now. It's being worked on. Is that right, Faith? Where is Faith? There she goes back there. When is it come up online, our website? What are the Vietnamese? Oh, the Vietnamese lady is not here today. She only comes to Saturday. You need to do Vietnamese as well, okay? So work harder. But we should organize the Pure Land Recitation Association in San Jose.Inform their members, but the people who ask you, Janice, are probably the people who are not members of them, because maybe they, for some reason, they're not members. So we should accommodate those people as well, put them on our distribution list, and in English and Vietnamese and Chinese, we have some Chinese people there as well. So we should. So organize yourself. Don't.OK, hãy quý vị tổ chức lên được không? OK. Và sư thầy 意思就是说，我们自己应该要弄一个组织起来，就是有一个大家的联络电话。All right, since I need to end quickly today, I just want to give some news for the.People here, family members here. It's kind of interesting, so I thought I'd share it with you. When we allow Mrs. Soon to come to the temple and put her picture there, I reported to the family that she was ecstatic. She was so happy. She was jumping up and down in joy.It was kind of funny, you asked me. 我只是要分享一个新闻，就是当我告诉你们这些家属说，当我们愿意让这位新女士来的时候，来到场的时候，她非常非常的高兴。Có chuyện muốn nói báo cáo cho quý vị biết, chuyện nó hơi cũng vui, tại vì lúc mà lần đầu tiên mà chúng tôi để cho đơn vị của bác Xuân tới chùa đó thì tôi báo cáo cho gia đình biết đó. Ngày đó là bác
Ashok took was funny to me because, and also it made me worried because I didn't want her to stay here too long. It's not normal to be this happy at the temple, okay? I don't like when people become this happy. 对我来说，我觉得很有意思，但是我也开始担心他不会很快离开，因为。你咯，当佢都唔开心，都唔得过，佢都唔会咯，但是话话咩咩事吧，你唔该就算咯。And it's funny because her level of joy is a lot higher than the happiness here. It's kind of weird that people would be happier here.Then in the heaven city. 他说很奇怪，就是因为他高兴的程度比在天，好像他在天界高兴的程度都还高。佢都咪佢同佢懂得佢笑啦，但系你睇，为啥我到佢住，trong cái xóm nhỏ nhỏ như vậy mà còn sung sướng ở trên trời, thích hơn trên trời. Dễ sợ chuyện lạ, thì mình mới lo. Không biết chắc là sư bà nghe họ cái bài này là sao.And then gradually she had enough blessings to be reborn to the Western Buddhist pillar. 那现在的呢，她就有足够的福报去西方极乐世界。就是得，得度được phước thì đã được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi. And what impresses me that the family members would come here on the weekend and participate in creating blessings on her behalf.我也非常的高兴说你们我也非常的惊讶你们这些家属们愿意来愿意星期一日六日来帮忙。听说我们感动了，黑一定我们班总很多我都没听到这句一生这句这样的能力这样的大夫一句话。Không biết các bác là bằng sanh của mình vẫn tới như thường Bây giờ biết chắc không cần tới, không cần tới rồi không Chịu xong nó kể But why I'm telling you this? Because I noticed that because of their sincerity, the rate has improved. That's very impressive. Cái lòng thành tâm quý vị đã tạo cái phước của bácđể cái phẩm vị bà đã tăng. Okay. That means her social status has improved a lot in the Western Buddhist field. 大师说，因为他们的诚心，我注意到说他在西方极乐世界的等有进了一级。Okay. So. 提高。Just to tell you that your sincerity and your hard work and sacrifices.所以，其实就告诉你们说，你们的诚心以及你们的牺牲是有所帮助的，跟收获。在那些个里边，那些个里边的这些牺牲，这些呢，那他是值得叫什么什么福的，那这些呢，大有特别多 ，OK。All right, any other questions and comments? I got it. Come on, you can come.有没有任何其他的问题？读秒上呢？你读上，读秒上，读上呢？你看我下单，是不是还没下单呢 ？So, next weekend is the last weekend, so we will perform a little ceremony to wrap it up for the village. 所以下个星期是最后的。All right, so congratulations, you did good, I'm happy for you. 所以恭喜你们，我非常替你们高兴。三种。còn thời gian như thế nào mà họ từng tới để tất cả phần tử trong gia đình đã tụ tập vào lúc để xa tay.Thì tuần sau tới Satan là mấy giờ?
tôi chỉ lơ xe thôi, mấy họ biểu tôi làm gì tôi làm ấy. Bây giờ xong bây giờ sao tôi đi xếp đặt ra sao? Ừ, họ không biết rồi, không tới. Next Sunday, we do a little ceremony at 8 o'clock on there for them to do. Được không? Tại như vậy là được chưa? Anh muốn làm thế nào? Muốn sớm luôn nhỉ? Thì mình cứ tụng xong mình cứ làm như thường, xong mình làm cái lễ nhỏ nhỏ, mình cứ tụng, mình đi tu như thường, xong rồi thay mình phát pháp. Cà kê với nhỏ mình nói 5 phút xong mình làm pháp xong. Giảm gì? Mì bả đi, làm sáng không làm gì nữa. Làm thường rảnh làm gì. Tôi lười lắm. Làm sao thôi. Giảm gì, cần giảm gì. Chừng nào mà không làm sáng thì mình còn mới cỡ. Alright. So the next weekend, as usual, we start at 8 o'clock. We do the recitation, and then we wrap it up. We do a little ceremony to wrap it up for them. All right, any questions? I have my key, go. Sư bà này nó mở cái khu tàu đi, sư bà nó tới ở đây. ở cái chỗ cái đất mà sống chung với Bồ Tát gọi là Phạm Thánh Đồng Cư Thịnh. Quarter. Question is, where is she reborn? I said, in the Vietnamese quarters, in the common folks and safely folks cohabiting feeling. And that the Vietnamese quarters, because the Chinese quarter is reserved for Venerable Yuhun here. Did she request the Chinese quarters? Okay, any other question? Quan trọng là cái mình làm gì giúp người ta.
vòng tuần cố gắng lên. Thầy là người thầy là dùng là dùng sức cái gì thôi, tôi luôn có tài cám cái vị thành tâm thành tâm thì người thánh được giúp đỡ. Cái sự thành tâm cái gì mà tạo ra the question is, when did she leave? I said, I wasn't sure. I wasn't paying that close attention. But typically, the very first chance they are able to go for rebirth, they will go immediately. None of them has waited so far. We sent about 60 people so far, and none has ever waited. As soon as they can go, they go right away. Except for my father. He's a special case. I had to convince him to go, but that's a different story. He's beyond 49 days as well. But typically, they would go at the very first chance they have to go. It's funny because they're told that the ticket is kind of third class, not very comfortable, and they would go anyway. So the rest of the time of the 49-day period, we continue our work to accrue more blessings on their behalf, so that to help them accrue blessings for them while they're there. That's how it works. 所以说，他问题是他什么时候去的？那通常呢，所有去的人是，老师说我们有大概将近有60个人已经送去，那他们通常都是非常能够去就马上就回去的这样子，所以剩下的49天就是让他造福。Okay, any other question? I think I might be cut off. Any other announcement? It seems like there's some more announcement we need to make, right? We've got the báo cáo gì nữa không? Okay, then we stop here today. So many of my day. Yeah. Oh yeah, we have a Chan week coming up next end of next month. Would you like to participate? You should sign up so that we can plan accordingly to accommodate accommodations for you. 5月底有一个禅期，所以想要参加的请提早报名，所以我们可以安排住宿的地方。cuối tháng sau sẽ có một cái kỳ thất, những ai muốn tới tham dự yêu cầu quý vị đăng ký để chúng tôi biết để mà sửa soạn